Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Điều Hòa Phúc Khánh. Ngày hôm nay, Điều Hòa Phúc Khánh xin được hướng dẫn các bạn cách sử dụng chế độ hút ẩm của máy điều hòa Kapper. Thì trong những ngày thời tiết mưa ẩm như thế này thì chế độ hút ẩm sẽ là một cái giải pháp rất là tiện lợi cho chúng ta. Thì đầu tiên chúng ta sẽ hiểu chế độ hút ẩm là gì. Chế độ hút ẩm của điều hòa Kapper hay còn được gọi là cái chế độ Dry. Cái chế độ này thì sẽ giúp là làm giảm cái độ ẩm có trong không khí bằng cách điều hòa sẽ chạy khoảng tầm 3 đến 5 phút rồi lại nghỉ, cùng với việc là điều chỉnh cái tốc độ quạt gió ở dàn lạnh xuống chế độ thấp nhất. Do vậy sẽ giúp giữ lại cái hơi ẩm trong căn phòng khoảng tầm 60 đến 70%. Thì để sử dụng cái chế độ hút ẩm của máy điều hòa Kapper thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhấn cái nút on hợp này để bật máy điều hòa Kapper lên. Tiếp đến, các bạn sẽ nhấn nút mode. Đây là cái nút mà để điều chỉnh cái chế độ mong muốn của máy. Thì chúng ta sẽ nhấn từng nhịp lần này. Đấy, đây, chế độ Dry là chế độ hút ẩm của máy. Ở một vài model thì nó sẽ có một cái gọi là biểu tượng hình giọt sương. Đấy, còn cách để chuyển về chế độ hút ẩm thì chúng ta cũng làm tương tự này. Các bạn cứ nhấn nút mode liên tục. Đấy, bao giờ nó về cái chữ Dry hoặc là biểu tượng giọt sương là được. Sau khi mà các bạn không muốn sử dụng nữa thì chúng ta cũng lại tiếp tục nhấn nút mode là xong. Rất là đơn giản đúng không ạ? Vừa rồi thì Điện Máy Phúc Khánh đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng chế độ hút ẩm của máy điều hòa Kapper. Hy vọng đã giúp quý khách là sử dụng máy điều hòa Kapper một cách là hiệu quả và ổn định nhất. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn hoặc là hỗ trợ mua máy điều hòa Kapper chính hãng giá rẻ, vui lòng liên hệ hotline là 0904 755 838, 0862 685 838 hoặc truy cập website điệnmayphucknh.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.